coi á, mày biết. Đây là cầu Trương Minh Giảng. Cù rắc biết nhiều quá hả? Xe máy hả? Khu này á? Thấy dừa quá rồi. Thấy dừa ta? Rắc biết. Là chùa Pháp Hoa. Chùa Pháp Hoa. Wow, chùa lớn ơi lớn. Vào trước. Xe kìa, trời ơi, đẹp không? Quay. Nhà của chị Hoa đó. Oh. Chị Quanh, chị Hoa, em nhớ khách nào. Chị Hoa bán mà. Bán lúc em phải thẳng luôn hả? Ở bên trái. À, 21 gì hả? Ông Dư lại. Ông Dư lại. Dạ, ông chụp.
rồi cái bà chị cũng về đây á, Lan á. Cái này. Đấu. Cũng tên Tú luôn. Em vẫn còn nhớ tại vì kỳ về đó. Dẫn mẹ ra mẹ chỉnh nè. Đây là khu trong. Rồi trên này hết rồi. Ờ. Nó cũng ngắn ha. Hết đây là ngân rồi. Ừ. Ở đây là ngân này. Ờ. Đây. Đúng rồi. Chỉ có nói là bốn đầu thì hai đầu luôn á. Tối thui hôm nay. Thì tao nói với mày là bán đồ chơi. Wow, ở đây có nhiều sọc là đóng cửa quá.
cỡ 39 năm rồi, giờ mới quay lại chợ Nguyễn Văn Sĩ đây. Lúc đi lúc nhỏ. Đến giờ thay đổi quá nhiều. Quá trời tiệm đóng cửa luôn. Kinh tế tệ quá. Quên. Wow, sao gió nhiều vậy? Tự nhiên gió ào ào.